Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Ukraine nói đã phá hủy 6 máy bay Nga trong đợt tập kích ồ ạt bằng UAV. Quân đội Ukraine cho biết đã tiêu các máy bay không người lái tấn công một căn cứ không quân Nga, phá hủy 6 máy bay và gây thiệt hại 8 chiếc khác. Hãng AFP ngày 5 tháng 4 đưa tin, Ukraine cho biết đã phá hủy ít nhất 6 máy bay quân sự tại một căn cứ không quân Nga ở vùng Rostov sau khi tổ chức các cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tuần qua khi điều hơn 50 UAV vào lãnh thổ Nga. Morozov ở vùng Rostov phía nam nước Nga đã phá hủy ít nhất 6 máy bay Nga và 8 chiếc khác bị hư hại nặng nề. Đây là một chiến dịch đặc biệt quan trọng sẽ làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của người Nga. Nguồn tin cho biết và nói thêm rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi cơ quan an ninh SBU và quân đội Ukraine. Nga chưa lập tức bình luận về thông tin do Ukraine đưa ra, mà chỉ cho hay có 44 trong số 53 UAV do Ukraine phóng đến nhằm vào vùng Rostov ở phía nam, nơi có nhiều địa điểm quân sự, trong đó có sở chỉ huy chiến dịch tại Ukraine. Trong đêm và sáng 5 tháng 4, Kyiv đã cố gắng thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố bằng UAV nhưng đã bị ngăn chặn, theo Bộ Quốc phòng Nga. Thống đốc Rostov Vasily Golubet cho biết một cuộc tấn công bằng UAV vào quận Morozov, nơi đặt căn cứ không quân, đã gây ra thiệt hại không đáng kể cho một nhà máy điện và khiến khoảng 600 dân cư bị mất điện. Ông cũng cho biết các cửa sổ của một tòa nhà chung cư đã bị thổi bay nhưng không đề cập căn cứ không quân. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công trên không vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, nhắm vào cả các địa điểm quân sự và cơ sở năng lượng nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu và thiết bị của Nga cho chiến dịch tại Ukraine. Hôm 2 tháng 4, các UAV của Ukraine tấn công tại vùng Tarastan ở Nga, cách biên giới Ukraine đến 1.100 km và là một trong những cuộc tấn công sâu nhất của Ukraine kể từ đầu chiến sự. Trong ngày 5 tháng 4, lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 5 tên lửa và 13 UAV vào lãnh thổ nước này trong đêm. Kyiv cho biết đã bắn hạ 13 UAV nhưng chưa đề cập cụ thể về các tên lửa nhắm vào khu vực Kharkiv. Ukraine tập kích UAV quy mô lớn vào lãnh thổ Nga. Nga cho biết Ukraine tiến hành đợt tập kích lớn trong đêm bằng UAV, phần lớn nhắm vào tỉnh Rostov, nơi có một sân bay quân sự. Vào tối 4 tháng 4, rạng sáng 5 tháng 4, Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhưng đã bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo. Cơ quan này cho biết phòng không Nga đã bắn rơi và đánh chặn tổng cộng 53 UAV Ukraine, 44 trong số đó nhắm vào tỉnh miền nam Rostov, số còn lại hướng về Rasnoda, Rus, Savratov và Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết Ukraine đã triển khai tổng cộng bao nhiêu UAV trong đợt tập kích. Tỉnh trưởng Rostov Vasily Golubev cho biết thị trấn Morozov ở tỉnh đã hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV, trong đó hơn 40 chiếc bị hạ. Một trạng biến áp bị hư hại sau sự việc chúng tôi đang nỗ lực khôi phục nguồn điện, ông cho hay nhưng không đề cập thương vong. Một số tài khoản Telegram địa phương cho biết sân bay quân sự tại Morozov là mục tiêu bị tập kích thêm rằng đã đếm được hơn 60 vụ nổ. Video trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn ở khu vực được cho là sân bay này. Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào sân bay từ đầu xung đột, gần nhất là vụ tập kích bằng UAV giữa tháng 12 năm 2023, nhưng không gây ra thiệt hại. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này cùng ngày tuyên bố phòng không Ukraine đã đánh chặn toàn bộ 13 UAV dạng sang hết do Nga phóng vào các tỉnh Zaporizhia, Odessa và Dnipro. Nga và Ukraine gần đây tiến hành nhiều cuộc tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ của nhau. Giới chức Nga ngày 2 tháng 4 thông báo các nhà máy ở Cộng hòa Tatarstan thuộc nước này bị tấn công bằng UAV không gây ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ sở song khiến 6 người bị thương. Đây là đòn tập kích bằng UAV xa nhất từ trước tới nay của Ukraine do Cộng hòa Tatarstan nằm cách biên giới Nga-Ukraine hơn 1.100 km. Điều này cho thấy Ukraine đã phát triển hoặc được chuyển giao mẫu UAV có tầm hoạt động xa hơn trước, có thể nhắm vào các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Quan chức NATO giấu tên ngày 4 tháng 4 nói các cuộc tập kích liên tục của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể đã khiến Moscow tổn thất 15% công suất lọc dầu, đe dọa nguồn doanh thu quan trọng của nước này. Truyền thông cho biết giới chức Mỹ đã yêu cầu Ukraine ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của Nga do lo ngại điều này khiến giá dầu tăng. Báo Anh, Ukraine tấn công căn cứ Nga, phá hủy 6 máy bay quân sự. Truyền thông Anh đưa tin, Ukraine dường như đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ Morozov của Nga, phá hủy 6 máy bay quân sự và làm hư hại 8 chiếc khác. Reuters dẫn nguồn tin tình báo Ukraine hôm 5 tháng 4 cho hay, Ukraine có thể đã tấn công căn cứ không quân Morozov của Nga ở khu vực Rostov, phá hủy 6 máy bay chiến đấu của Moscow trong một chiến dịch do cơ quan an ninh SBU và quân đội hợp tác thực hiện. Reuters chưa thể xác minh tuyên bố này. Nguồn tin không cho biết cuộc tấn công được tiến hành như thế nào, nhưng nói rằng 8 máy bay chiến đấu nữa cũng bị hư hại. Sau đó, báo Ukraine Kyiv Post cũng dẫn nguồn tin từ chính quyền nước này cho biết về vụ tấn công vào Morozov. Ít nhất 6 máy bay quân sự Nga đã bị phá hủy và 8 chiếc khác bị hư hỏng nặng. Ngoài trang thiết bị, khoảng 20 quân nhân Nga đã bị thiệt mạng hoặc bị thương. Nguồn tin cho biết thêm, hoạt động này có tầm quan trọng lớn và sẽ làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng Nga. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, truyền thông Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho hay phòng không của phía Moscow đã bắn hạ hàng chục UAV Ukraine trong đêm, hầu hết nhằm vào khu vực Rostov Nguồn tin từ Ukraine cho biết căn cứ không quân Morozov là nơi Nga triển khai các máy bay ném bom chiến thuật như Sukhoi, Su-24 và Su-34. Đây là máy bay mà Nga sử dụng để phóng bom dẫn đường vào quân đội Ukraine trong thời gian qua. Theo nguồn tin tình báo nguồn mở, ngày 4 tháng 4, căn cứ không quân Morozov có 26 máy bay chiến đấu Su-34 và 3 máy bay Su-35. Kyiv Boss cho biết Morozov nằm cách Ukraine khoảng 300 km là nơi đầu tiên bị tấn công trong đêm. Ngoài ra, theo báo Ukraine, phía Kiev còn tấn công vào các căn cứ Angels ở Saratov, nơi Nga đặt máy bay ném bơm chiến lược tầm xa hạng nặng Tu-160 và Tu-95MS cùng căn cứ Jets ở Krasnodar Krai. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, lãnh thổ Nga liên tục bị tấn công. Tần suất các vụ tấn công kiểu này có xu hướng tăng lên trong bối cảnh Moscow đang chiếm ưu thế ở chiến tuyến. Ngoài các căn cứ quân sự, gần đây các nhà máy lọc dầu của Nga cũng trở thành mục tiêu tấn công. Những cuộc tập kích kiểu này cho thấy năng lực tấn công tầm xa và công nghệ phát triển UAV của Ukraine đã được cải thiện đáng kể. Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Nga trong những tuần gần đây, tập trung vào các nhà máy lọc dầu trong nỗ lực giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Do không thể nhanh chóng sản xuất tên lửa tầm xa và khó tiếp cận tên lửa do phương Tây sản xuất, Kyiv đã tập trung phát triển các phương tiện tầm xa không người lái để tấn công Nga. Một trong những mục tiêu khác của Kyiv là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Ukraine tập kích lớn chưa từng có vào hàng loạt sân bay Nga. ISVK vẫn chưa tìm thấy bằng chứng trực quan nào cho thấy Ukraine làm hư hại hoặc phá hủy máy bay tại bất kỳ căn cứ nào trong số 4 căn cứ không quân Nga bị UAV tấn công vào ngày 5 tháng 4. Các nhà phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ lưu ý rằng, đoạn phim định vị địa lý cho thấy các vụ nổ và việc kích hoạt hệ thống phòng không của Nga tại tất cả các căn cứ không quân ngoại trừ sân bay quân sự gần Yes. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 4 tháng 4, một ngày trước các vụ tấn công cho thấy, căn cứ không quân Enzel có 3 máy bay ném bom chiến lược siêu thanh TU-160, 5 máy bay ném bom chiến lược TU-95, 1 TL-76 và 1 TU-22. Căn cứ không quân Yes có 10 máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực NL-39, 5AN-26, 1 AN74, 1 AN12, 4 tiêm kích su 27, 4 cường kích su 25, 1 tiêm kích su 30, một số trực thăng KA52 và MI8. Sân bay Morozov có 29 máy bay, chủ yếu là su 34. ISVK lưu ý rằng, trước đây, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine có xu hướng chỉ nhắm vào các căn cứ không quân riêng lẻ ở Nga và khả năng Ukraine tấn công 4 căn cứ không quân khác nhau trong cùng thời điểm là một sự gia tăng đáng kể về năng lực, có thể coi là bước ngoặt mới trong chiến sự. ISV kép tin rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga là một phần cần thiết trong chiến dịch của Ukraine nhằm làm suy yếu các ngành công nghiệp hỗ trợ các nỗ lực và năng lực quân sự của Nga lực lượng Nga thường xuyên sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đóng tại căn cứ không quân Engel để phóng tên lửa hành trình Kh-101, Kh-555 nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine và tính đến năm 2023, quân đội Nga đã vận hành khoảng 60 máy bay Tu-95. Nếu cuộc tấn công được xác nhận, khả năng mất khoảng 5% số máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga chỉ trong một cuộc tấn công sẽ là rất đáng kể những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 5 tháng 4 của ISVK. Thứ nhất, Cơ quan An ninh Ukraine SVU và quân đội Ukraine được cho là đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất vào các mục tiêu quân sự ở Nga, nhắm vào ít nhất 4 căn cứ không quân trong đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5 tháng 4. Thứ hai, sự gia tăng gần đây về tốc độ các hoạt động tấn công của Nga ở Ukraine có thể sẽ dẫn đến tổn thất gia tăng về nhân lực và trang thiết bị, nhưng Bộ Quốc phòng Nga dường như đã thành công trong việc giảm thiểu những tổn thất này. Thứ ba, Thủ tướng Ukraine Denis Simgu lưu ý rằng Ukraine đang bắt đầu tuyển dụng các đơn vị mới, nhưng cần thêm sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây để trang bị phù hợp cho họ. Thứ tư, Thủ tướng Sengo cũng cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga trong những tuần gần đây đã làm hư hỏng hoặc gián đoạn khoảng 80% sản lượng điện tại các nhà máy nhiệt điện của nước này. Khi quân đội Nga tiếp tục khoét sâu vào điểm yếu là hệ thống phòng không đã xuống cấp của Ukraine nhằm cố gắng đánh sập lưới điện. Thứ năm, một UAV không xác định đã tấn công một đơn vị quân đội ở nước Cộng hòa Ly Khai, Tranitria thân Nga của Moldova vào ngày 5 tháng 4. Thứ sáu, Nga được cho là đã thực hiện hàng nghìn cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng giao thông đường sắt của Cộng hòa Séc và các nước châu Âu khác như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần vận tải của các thành viên NATO. Thứ Bảy vào ngày 5 tháng 4, quân đội Nga đã xác nhận đã phát triển xa hơn về phía Tây Adika trong bối cảnh giao tranh chiến hào vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Thứ Tám, ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiếp tục huy động để đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này tại Ukraine. Thứ 9, Tổng thống Vladimir Putin hôm ngày 4 tháng 4 thông báo rằng Nga sẽ sớm mở hai trung tâm thanh niên ở các vùng Zaporizhia và Kherson do Moscow kiểm soát, nhằm mục đích truyền bá văn hóa và lịch sử Nga cho giới trẻ Ukraine. Ukraine muốn dùng drone đánh chặn UAV tầm xa Nga. Ukraine đang tìm cách chế tạo drone đánh chặn có thể săn lùng và hạ một số UAV của Nga nhằm tiết kiệm đạn tên lửa phòng không. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhail Redoro ngày 3 tháng 4 cho biết, việc chế tạo drone đánh chặn sẽ giúp Ukraine tránh lãng phí tên lửa phòng không giá trị cao để hạ máy bay không người lái UAV trinh sát Nga, đặc biệt là các mẫu Orlen, Supergram và Zala. Drone đánh chặn cần có khả năng đạt được vận tốc 150 km h tầm bay 1.500m, có thể nhận thông tin sơ bộ về mục tiêu, nhanh chóng cất cánh, xác định vị trí, rồi hạ UAV đối phương, theo Fedoro. Đây được coi là công cụ giá rẻ trong kho vũ khí của Ukraine nhằm hạ UAV của Nga, đang đóng vai trò chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, cũng như các mẫu drone tự sát gỡ nhỏ, góc nhìn thứ nhất FPV. Ukraine đang cạn dần tên lửa phòng không và phải để dành chúng đối phó với các loạt đạn dẫn đường chính xác như tên lửa hành trình. Lực lượng Nga gần đây tăng cường độ và tần suất các đợt tập kích bằng tên lửa cùng UAV nhằm vào Ukraine. Các đợt tập kích này buộc Ukraine phải đưa hệ thống phòng không về bảo vệ khu vực đô thị và hạn chế tầm phủ trên chiến trường. Điều này có thể giúp tiêm kích bom và oanh tạc cơ Nga hoạt động tự do hơn trên tiền tiến để yểm trợ cho lực lượng mặt đất. Theo Fedorov, Gran đánh chặn là lựa chọn phù hợp hơn để đối phó phương tiện bay không người lái của đối phương và giúp Ukraine bảo toàn năng lượng phục không. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tìm cách phát triển drone đánh chặn UAV. Hệ thống Set Hunter có thể triển khai các drone tung lưới để bắt UAV đối phương đang lao tới. Sau khi bắt được UAV đối phương, hệ thống sẽ dùng dù để thả phương tiện xuống đất từ từ và tránh gây nổ. Ukraine từ lâu ưu tiên phát triển drone, UAV và phương tiện không người lái để thu hẹp khoảng cách về hỏa lực với Nga. Hải quân Ukraine vốn không còn chiến hạm cỡ lớn nào đang sử dụng xuồng tự sát để tấn công, gây hư hại và thậm chí đánh chìm chiến hạm Nga. Trên tuyên tuyến, cả Nga lẫn Ukraine đều sử dụng drone để thu thập thông tin và tập kích đối phương. Một số mẫu phương tiện mặt đất không người lái đã tham gia các đơn vị hiệp đồng trong các đợt tấn công. Chiến thuật mồi nhữ của Nga khi ồ ạt tập kích cơ sở năng lượng Ukraine Chuyên gia nhận định về tính toán của Nga khi tăng cường các vụ tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng chủ chố của Ukraine thời gian qua. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định, Nga dường như đang cố gắng lôi kéo hệ thống phòng không của Kiev ra xa khu vực tiền tuyến khi liên tục dồn lực tập kích vào sâu trong lãnh thổ Ukraine thời gian qua, hướng tới các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự thiết yếu mục tiêu của việc này là tạo ra mồi nhữ buộc ukraine phải đưa các lá chắn phòng thủ vào sâu hơn trong lãnh thổ từ đó nga có thể điều động không quân tấn công dồn dập trên tiền tuyến đồng thời giảm bớt nguy cơ máy bay bị bắn hạ isw cho biết các lực lượng nga có thể đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm gây áp lực hơn nữa lên ukraine nhằm kéo các hệ thống phòng không ở tiền tuyến về sâu hơn để nga tăng cường hoạt động của không quân yểm trợ cho lực lượng mặt đất Nga trong thời gian qua tăng cường ném bom lượng thông minh xuống các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khí tài và nhân lực cho đối phương. Nhờ bơm lượng ném dồn dập phía trên, lực lượng mặt đất Nga đã có thể tiến nhanh trên tiền tuyến trong vài tuần qua. Giới quan sát cho rằng, các quả bơm lượng với sức công phá dữ dội đang giúp Nga tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, Ukraine đã kết hợp khá linh hoạt giữa hệ thống phòng thủ từ thời Liên Xô và của phương Tây, tạo ra một lưới lửa. Ukraine nhiều lần tuyên bố bắn rơi các tiêm kích thả bơm của Nga. Dù Moscow chưa lên tiếng về thông tin này, nhưng Nga cũng có sự cẩn trọng nhất định khi triển khai không quân. Ukraine nói rằng Nga trong vòng chưa đầy một tuần đã trút xuống tiền tuyến bằng 700 quả bơm lượng, loại vũ khí thực sự chỉ có thể bị đánh bại bằng cách tiêu diệt máy bay mang theo chúng. Bơm lượng giúp Nga có ưu thế trên không, một yếu tố quan trọng nếu Moscow muốn chọc sâu hơn vào phòng tuyến đối phương. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là Nga phải giảm mối đe dọa với tiêm kích ném những quả bơm này. Ukraine có thể có chiến thuật ngăn chặn Nga không kích hiệu quả, nhưng họ đối mặt với hai vấn đề lớn, thiếu hệ thống phòng không và tên lửa phòng không. Việc nga bắn ổ ạt UAV và tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine buộc Kiev phải đưa ra lựa chọn khó khăn, dùng lực ưu tiên cho tiền tuyến hay hậu phương khi nguồn lực của họ chỉ có giới hạn. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng nếu Ukraine không có đủ hệ thống phòng không, lực lượng không quân nga có thể nhanh chóng phát huy sức mạnh của mình. Justin Frong, một chuyên gia viện Dịch vụ thống nhất Hoàng gia Anh cho biết nếu Ukraine không thể ngăn cản nga kiểm soát bầu trời một cách hiệu quả, họ sẽ có thể thất bại nhanh chóng. Ví dụ, hồi tháng 2, Nga đã kiểm soát được không phận phía trên thành trì Abdiivka và từ đó giành được pháo đài kiên cố này. ISW cảnh báo, nếu Nga tiếp tục làm được việc này ở những khu vực khác, hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng. Chiến thuật oanh tạc dương đông kích Tây của Nga Nga tăng cường tập kích hậu phương Ukraine có thể để buộc họ rút hệ thống phòng không về bảo vệ, giúp chiến đấu cơ Nga oanh tạc tự do hơn ở tiền tuyến. Lực lượng nga có thể đăng tăng các đợt tập kích nhằm gây áp lực hơn nữa lên chỉ huy quân đội Ukraine nhằm buộc họ rút hệ thống phòng không về hậu phương để bảo vệ hạ tầng năng lượng. Điều này cho phép không quân nga hoạt động an toàn hơn để hỗ trợ các đơn vị mặt đất ở tiền tuyến. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW trụ sở tại Washington ngày 3 tháng 4 nhận định với các tổ hợp phòng không thừa hưởng từ liên xô và các hệ thống hiện đại hơn do phương tây viện trợ ukraine đã khiến không phận ở tiền tuyến trở nên nguy hiểm cho máy bay nga nhờ đó ngăn đối phương chiếm ưu thế trên không không quân nga vẫn có thể tấn công tầm xa song chiến thuật này sẽ hạn chế đáng kể thiệt hại mà họ có thể gây ra cho đối phương trong tình hình đó thay vì mạo hiểm tung máy bay quân sự hoạt động ở tiền tuyến nga tăng cường tập kích các đô thị ở hậu phương ukraine và nhắm vào hạ tầng trọng yếu của nước này các chuyên gia về tác chiến không quân nhận định Ukraine đã đạt thành công đáng kể khi ngăn chặn nga chiếm ưu thế trên không trong giai đoạn đầu chiến sự. Tuy nhiên, họ có thể không duy trì được khả năng này khi nguồn cung đạn phòng không cạn kiệt. Justin Von, chuyên gia về tác chiến không quân tại Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia Anh, Russi cho biết hoạt động của không quân nga tới nay phần lớn không liên quan đến giao tranh trên chiến trường, song cảnh báo điều này có thể thay đổi. Nếu không duy trì được tầm bao phủ của phòng không tiền tuyến và vùng tiếp giáp phía sau, Ukraine có thể nhanh chóng thua trận, Frong cho biết. ISW hồi tháng 2 nhận định Nga dường như chiếm được ưu thế trên không tại khu vực Avdiivka, giúp chiến đấu cơ của họ tự do hoạt động, ném bơm lượng để phá hủy các công trình phòng thủ kiên cố của Ukraine, buộc lực lượng này rút khỏi thành phố ngày 17 tháng 2. ISW cảnh báo nếu không quân Nga tiếp tục duy trì ưu thế như vậy trên chiến trường, đây sẽ là thảm họa đối với Ukraine. Ukraine vào tháng 2 tuyên bố bắn rơi nhiều máy bay quân sự Nga tại khu vực miền Đông. Quân đội Ukraine dường như bố trí một tổ hợp Patriot ở miền Đông và một tổ hợp khác bảo vệ Kiev. Tuy nhiên, các tổ hợp Patriot của Ukraine sắp cạn đạn, trong khi gói viện trợ hơn 60 tỷ USD từ Mỹ vẫn bế tắc tại Quốc hội. Đầy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ tạo bước ngoặt. Việc Ukraine đẩy lùi một đợt tấn công cơ giới của Nga gần Adipka cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng phòng thủ của Kiev trước những cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai của Moscow. Nhưng Ukraine cần được trang bị đầy đủ đạn dược và vũ khí để đạt hiệu quả đáng kể trên chiến trường. Ukraine trụ vững trước đòn tấn công lớn của Nga Lực lượng Ukraine ở khu vực tiền tuyến gần Adipka đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới lớn của Nga vào cuối tuần qua. Đây được coi là đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga bằng xe tăng và phương tiện chiến đấu sau giành quyền kiểm soát thành phố Adipka vào cuối tháng 10 năm 2023. Business Insider dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, bước tiến này rõ ràng là một tín hiệu đầy hứa hẹn cho thấy quân đội Ukraine có thể đẩy lùi các đợt tấn công trong tương lai của Nga vào năm nay, mặc dù hiện tại Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và vũ khí. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, cho biết vào ngày 30 tháng 3, quân đội Ukraine ở bên ngoài khu vực Adipka, hiện do Nga kiểm soát, đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới cỡ tiểu đoàn của Nga. ISW dẫn lời một binh sĩ Ukraine ngày 31 tháng 3 cho biết, các đơn vị thuộc Trung đoàn xe tăng số 6 của Nga đã điều 36 xe tăng và 12 xe chiến đấu bộ binh BMP vào trận chiến trên tiền tuyến gần Tonenke, một ngôi làng phía đông Adipka. Binh sĩ này cho biết, Ukraine đã phá hủy 12 xe tăng và 8 xe chiến đấu bộ binh, theo các tài khoản tình báo nguồn mở trên mạng xã hội. Đoạn video do Ukraine đăng tải cho thấy, một số cuộc tấn công, bao gồm cả xe tăng Nga, bị ngăn chặn bởi tên lửa chống tăng dẫn đường. Đây dường như là báo cáo đầu tiên về việc các xe tăng của sư đoàn xe tăng 90 tham gia các cuộc tấn công sau khi Nga giành quyền kiểm soát Adipka, ISW cho biết trong bản tin mới nhất. Tuy nhiên, theo ISW, cuộc tấn công của Nga đã không đạt được thành công. Điều này cho thấy có thể do quân đội Nga gần khu vực Adipka không thể dẫn dắt lực lượng nước này tiến xa hơn về phía Tây trong khoảng thời gian ngắn. Một bức ảnh do các tài khoản thông tin nguồn mở đăng trên mạng xã hội cho thấy, những chiếc xe tăng bị phá hủy nằm giải rác trên chiến trường dường như là hậu quả của cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine trong khu vực. Ukraine vẫn thiếu đạn dược và vũ khí. ESW giải thích, Quy mô của cuộc tấn công gần đây của Nga là đáng kể vì Moscow chưa tiến hành một cuộc tấn công lớn như vậy kể từ khi bắt đầu cuộc chiến dịch giành quyền kiểm soát Adipka vào tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Nga chịu tổn thất lớn về phương tiện chiến đấu với việc hư hỏng gần 50 xe tăng và hơn 100 xe bọc thép chỉ từ 19 đến 20 tháng 10. Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine xung quanh thành phố Adipka tiếp tục kéo dài tới mùa đông và sang năm 2024. Vào tháng 2 năm 2024, Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn Adipka. Lực lượng Ukraine đã bỏ lại vũ khí và thiết bị, rời khỏi thành phố chiến lược này. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, Ukraine rút quân khỏi Adipka là vì cạn kiệt đạn dược và vũ khí do viện trợ từ các nước phương Tây ngày càng giảm dần. Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong 5 tháng giao tranh ở Adipka, quân đội Nga có thể đã mất hơn 400 phương tiện chiến đấu bọc thép. Tổng thống Zelensky giải bày về thế khó của Ukraine trong khi đối đầu với Nga. VOV.vn, phóng viên Washington Post đã vào tận thủ phủ tổng thống Ukraine được canh phòng nghiêm ngặt để phỏng vấn ông Zelensky về tình hình xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Nhà lãnh đạo Zelensky đã chia sẻ tình thế khó khăn của Ukraine và giải pháp của họ. Tại Mỹ, các quan chức đã đổ lỗi cho việc Quốc hội Mỹ không thông qua viện trợ bổ sung cho Ukraine là nguyên nhân dẫn đến việc Kiev phải rút khỏi Adipka. Giới chức Mỹ cũng kêu gọi các nhà lập pháp khẩn trương thông qua dự luật viện trợ, bổ sung an ninh quốc gia để hỗ trợ cho lực lượng Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng, viện dẫn các ưu tiên trong nước. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng nếu Ukraine không nhận được khoản viện trợ quân sự đang mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ, Kiev buộc phải rút quân từng bước. Không có hỗ trợ từ Mỹ, có nghĩa là chúng tôi không nhận được hệ thống phòng không, tên lửa Patriot, thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, đạn pháo cỡ nòng 155mm. Vậy, chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui từng bước một, theo bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách để không phải rút lui, ông Zelensky nói. Liệu Ukraine có thể chớp lấy thời cơ? Khi lực lượng Ukraine rút khỏi Adivka, Nga đã tận dụng cơ hội để có thêm nhiều bước tiến nhằm mục tiêu vào hệ thống phòng thủ yếu kém của Kiev để đạt được lợi ích trên chiến trường. Ukraine đã xây dựng thành công tuyến phòng thủ cố định ở những nơi khác, nhưng các khu vực xung quanh Adivka lại chưa được chuẩn bị kỹ càng. Ukraine đã cố gắng củng cố một số vị trí phòng thủ, nhưng việc thiếu những nguồn cung quan trọng, đặc biệt là đạn dược, đã khiến Kiev gặp nhiều khó khăn khi chiến đấu với lực lượng Nga. ISW lưu ý rằng, mặc dù đẩy lùi được cuộc tấn công cơ giới lớn của Nga, nhưng Ukraine có thể đã trả giá đắt khi phải tiêu tốn một lượng nguồn cung đáng kể để phòng thủ trước đòn tấn công của Nga. Trong trường hợp này, việc Ukraine nỗ lực chống lại các cuộc tấn công của Nga sẽ buộc Kiev phải tiêu tốn một phần lớn nguồn dự trữ và nhân lực, vốn đã rất hạn chế. Mặc dù vậy, Ukraine có thể tiếp tục đẩy lùi lực lượng Nga nếu như được trang bị đầy đủ đạn dược và vũ khí, báo cáo của ISW cho hay. Các nhà phân tích tại ISW cho rằng, việc Ukraine đứng vững trước đợt tấn công ngày 30 tháng 3 của Nga là một dấu hiệu tích cực về khả năng phòng thủ của Kiev trước những cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai của Nga, dự kiến sẽ diễn vào mùa hè. ISW đánh giá rằng, dự kiến Nga có thể tiến hành hoạt động tấn công vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024 ở khu vực phía Tây Donetsk. Nga đang hy vọng rằng có thể tận dụng được bước tiến ổn định mà họ đã có trong khu vực này, các quan chức Ukraine cảnh báo rằng quân đội Nga đang tăng cường lực lượng gần Bakhmut, Avdiivka và khu vực phía tây Zaporizhia. Theo ISW, khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi một lực lượng cơ giới lớn của Nga, đặc biệt là gần Avdiivka, nơi lực lượng Ukraine buộc phải nhanh chóng rút lui về các vị trí phòng thủ mới sau khi rút quân khỏi thành phố. Trong khi sắp hết đạn dược, cho thấy việc Ukraine có thể đạt được hiệu quả đáng kể trên chiến trường nếu được trang bị tốt hơn. Lãnh đạo tình báo Ukraine nói tuyến đường sắt nga krum gần hoàn thành. Thông tin từ lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirillo Budanov cho biết Moscow sắp hoàn tất xây dựng tuyến đường sắt nối từ thành phố rostov on don đến thành phố Sevastopol ở bán đảo Krum. Phát biểu trên đài truyền hình Ukraine, ông Budanov cho biết Nga đã xây tuyến đường sắt trong hơn một năm nay để kết nối với các vùng lãnh thổ mà lực lượng Moscow đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Quá trình này gần như đã hoàn tất, và nó có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng, ông Budanov nói. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine cho biết Kyiv có thể giải quyết vấn đề này, song không nêu chi tiết. Tôi hy vọng bằng cách nào đó, chúng tôi có thể xử lý được phần đường sát trên đất liền, mọi người đều đã có kinh nghiệm và điều này dễ hơn vấn đề ở cầu Krum, ông nói. Tuyến đường sát do Moscow lên kế hoạch xây dựng nhằm nối thành phố rostov on don và Crimea với mục tiêu thay thế cho việc lưu thông từ Nga đến bán đảo Crimea thông qua cầu Crimea, tức cầu Kerch. Ukraine thường xuyên tấn công và hai lần gây thiệt hại nghiêm trọng cho cầu Kerem kể từ khi chiến sự bùng phát. Giao thông trên bộ và đường sắt qua cây cầu này liên tục bị gián đoạn. Tuyến đường sắt đi qua nhiều lãnh thổ quan trọng ở Ukraine đang do Nga kiểm soát, bao gồm Donetsk, Mariupol và Berdian. Hôm 18 tháng 3, hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ tiếp tục khôi phục tuyến đường sắt trên. Tôi được thông báo rằng tuyến đường sắt từ rostov on đến Donetsk, Mariupol và Berdian đã được khôi phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này và sớm thôi các chuyến tàu sẽ đi thẳng đến Sevastopol. Đây sẽ là một con đường khác thay thế cho cầu Crimea, ông Putin nói. Andy Zusov, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine hồi tháng 3 cho biết, Moscow đang cố gắng tăng cường kết nối tuyến đường sắt do các đợt tấn công liên tục của Ukraine vào cầu Crimea. Ông Zusov nói thêm, nhiệm vụ của Kiev là ngăn chặn Nga hoàn thành tuyến đường này. Nga sắp cắt đứt yết hầu tiếp tế của Kiev ở Robotin, một diễn biến mới đáng chú ý ở mặt trận Zaporizhia là quân Nga đang phát triển mạnh. Mũi xung kích của họ đã tiến tới gần tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine tới Robotin. Giao tranh ác liệt ở Tây Adipka Kênh Riba cho biết, tại khu vực Adipka, các cuộc đụng độ đã được quan sát dọc theo tuyến Semenika, Berdichi. Được pháo binh hỗ trợ, ở phía tây Toninke, lực lượng Moscow đang tiến về Umansky. Kênh Suriyamab đưa tin, trên mặt trận Tây Bắc Donetsk, trong những giờ qua, Nga đã có những bước tiến mới ở làng Vô Điền, nằm ở Tây Nam Adipka. Lực lượng Kiev ở Novomy Khalipka bị ép mạnh. Kênh Surya đưa tin, ở Tây Nam Donetsk trong 3 ngày qua, sau khi tấn công từ phía Bắc, chiếm lĩnh vành đai rừng và từ phía Nam, nơi đã nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống chiến hào, lực lượng Moscow gia tăng áp lực đối với nhóm binh sĩ Kiev đang trấn thủ ở Novomy Khalipka. Điều quan trọng cần lưu ý là các bước tiến của Nga đang diễn ra dọc theo hai điểm cao mà việc chiếm được chúng sẽ khiến đối phương phải rút lui khỏi thị trấn này, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho Yết Hầu tiếp tế đến Uleda từ phía nam Kotian Tinipka. Nga sắp cắt đứt Yết Hầu đối phương ở Robotin. Theo kênh SGS, trên mặt trận Zaporizhia, Nga đang chinh phục các khu vực xa hơn hướng tới Robotin. Hiện nay, các mũi xung kích của họ đã ở gần tuyến đường tiếp tế chính của lực lượng Kiev. Một khi bị đối phương cắt đứt thành công yết hầu này, nhóm binh sĩ Ukraine cố thủ ở thị trấn có thể sẽ phải rút lui do thiếu hậu cần. Kênh Riba gián tiếp xác nhận thông tin trên khi cho biết, tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Kiev đang thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Orykov. Dường như động thái này là nhằm chuẩn bị cho một cuộc rút lui của các đơn vị đang bị ép mạnh ở Robotin. Quân đội Nga đang sử dụng ồ ạt UAV Lancet một cách hiệu quả nhằm phá hủy xe tăng, thiết giáp của đối phương gia là chìa khóa cho bước đột phá lớn của Nga. Sergei Puleta, nhà phân tích chính trị và quốc phòng Nga, nói với Sputnik, ai kiểm soát Trasovia sẽ có được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh. Đây là một trung tâm phòng thủ của Ukraine. Bất cứ ai kiểm soát nó thực sự sẽ kiểm soát mọi thứ, toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía Bắc Donetsk. Trasovia nằm trên một ngọn đồi cách Bắc Mút khoảng 7 km về phía Tây, được Nga kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Vị trí địa lý của thành phố này khiến nó trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược vì nó nhìn ra khu vực xung quanh trong nhiều km. Quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố chưa đầy 1 km. Khi lực lượng Nga đang tiến gần đến Chasovia, họ sẽ kiểm soát các tuyến đường chính chạy vào thành phố. Theo một quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Donetsk, tầm quan trọng của khu định cư với tư cách là trung tâm quân sự của Ukraine đang mở dần. Chuyên gia Poleta lưu ý rằng, hiện tại, cái gọi là Slavian và Kamato, một chuỗi thành phố kéo dài và gần như liên tục, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Đây là tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass kể từ năm 2014. Nhà phân tích cho biết, theo đó, để kiểm soát hoàn toàn Donbass, Nga cần phải chiếm được nó. Đây là một hoạt động rất nghiêm túc. Ngoại trừ cuộc đột kích bất ngờ vào tháng 2 năm 2022, Nga chưa tiến hành các cuộc hoạt động chiến lược có quy mô lớn như vậy. Do đó, cần đào tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này. Một trong những điều kiện đó sẽ là đánh chiếm Chasovia. Trong bản tin mới nhất, kênh Riba cho biết, tại khu vực Batmut, quân đội Nga đang tiến về phía Chasovia từ phía đông, tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào các vị trí của đối phương trong tiểu khu Kana. Ngoài ra, còn có các cuộc giao tranh ở khu vực Stupki, Golubovsky. Nga đẩy mạnh tấn công bằng cơ giới hóa ở chiến trường Ukraine. Theo quan sát của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga đang gia tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên khắp chiến trường Ukraine. Các nhà phân tích của ISW chỉ ra rằng, trong hai tuần qua, các lực lượng Nga dường như đã tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên bộ vào một số khu vực nhất định, cho thấy sự gia tăng đáng chú ý về tổng số các cuộc tấn công cơ giới hóa của Nga trên toàn bộ chiến trường. ISW cho biết thêm, lực lượng của Moscow có thể tăng tốc chung của các hoạt động tấn công của họ ở Ukraine. Theo quy luật, việc tăng cường các cuộc tấn công cơ giới của Nga xảy ra đồng thời với việc tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Về vấn đề này, ISW cho rằng, lực lượng Moscow có thể tăng cường tấn công nhằm gây thêm áp lực lên bộ chỉ huy Kiev khiến họ phải rút các hệ thống phòng không, lùi ra xa tiền tuyến, đảm bảo an toàn hơn cho không quân Nga trong việc tăng cường các hoạt động ném bom để hỗ trợ các hoạt động trên bộ. Các nguồn tin Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng sự xuất hiện rời rạc và chậm trễ của các hệ thống mới của phương Tây ở Ukraine sẽ cho phép quân đội Nga thích nghi với chúng và giảm thiểu những lợi thế hoạt động mà các hệ thống này có thể mang lại cho lực lượng Kiev. Do đó, Politico đưa tin vào ngày 3 tháng 4 rằng các quan chức cấp cao của Ukraine cho biết các hệ thống mới của phương Tây đã được chuyển giao quá muộn và không đủ số lượng để có tác động một cách hiệu quả nhất trên chiến trường. Trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công mới vào mùa hè, nguy cơ cao là tiền tuyến sẽ sụp đổ. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo của ISW ngày 3 tháng 4. Thứ nhất, lực lượng Moscow dường như đã tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên bộ dọc theo các khu vực nhất định của mặt trận trong hai tuần qua, cho thấy sự gia tăng rõ rệt về số lượng các cuộc tấn công cơ giới hóa của Nga trên toàn bộ chiến trường. Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 3 tháng 4, trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn, càng nóng bỏng và hai tâm điểm giao tranh ác liệt nhất hiện tại là Adipka và Bakhmut. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát. Thứ hai, quân đội Nga có thể đang tăng tốc độ chung của các hoạt động tấn công ở Ukraine. Thứ ba, các nguồn tin Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng sự xuất hiện rời rạc và chậm trễ của các hệ thống mới của phương Tây ở Ukraine sẽ cho phép Nga thích nghi và khắc chế những lợi thế mà các hệ thống này có thể mang lại cho lực lượng Kiev. Thứ tư, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krokus hôm 22 tháng 3 đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể số lượng ứng viên tham gia nghĩa vụ hợp đồng trong bối cảnh có nhiều báo cáo về nỗ lực xây dựng quân đội Nga. Thứ năm, người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Rustam Minikanov, cảnh báo rằng các công ty và chính quyền địa phương phải tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine và không dựa vào phòng không Nga sau khi Kiev tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất quân sự và lọc dầu ở Tatarstan vào ngày 2 tháng 4. Thứ sáu, Ukraine và Phần Lan đã ký thỏa thuận an ninh song phương có thời hạn 10 năm. Thứ bảy, quân đội Nga gần đây đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Bakhmut và Donetsk, cũng như ở khu vực biên giới hành chính của vùng Donetsk và Zaporizhia. Thứ tám, chính quyền Nga tiếp tục mở rộng phúc lợi xã hội cho quân nhân Nga. Nga sơ tán tại Belgorod, Kyiv chờ liên minh thiết giáp. Hãng TASS ngày 19 tháng 3 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không của nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái UAV của Ukraine ở vùng Belgorod và chặn một chiếc khác trên đường đến thành phố Voronez ở phía nam. Theo thông cáo, những nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào đêm 18 tháng 3 nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Thị trưởng Voronez Vadim Stenin cho biết kính trên các bàn công của hai khu dân cư và một số ô tô đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng UAV ở Voronez, nhưng không có người thiệt mạng. Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 3 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu và tiêu diệt hai nhóm phá hoại Ukraine gần biên giới ở vùng Belgorod và Kursk của Nga. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Glasgow cho hay khoảng 9.000 trẻ em sẽ được sơ tán khỏi thành phố Belgorod và một số huyện ở vùng này do Ukraine pháo kích. Nhóm đầu tiên gần 1.200 trẻ em sẽ được sơ tán vào ngày 22 tháng 3. Theo trang The Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vùng Belgorod bị tấn công bằng rocket từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3, gây thương vong đối với dân thường. Ukraine thường không bình luận về các cuộc tập kích mà lực lượng nước này bị cáo buộc tiến hành trên đất Nga. Trong khi đó, giới chức địa phương Ukraine ngày 19 tháng 3 cho hay, các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine khiến 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong ngày qua, bên cạnh nhà cửa và cơ sở hạ tầng dân sự bị thiệt hại. Nga đã nhắm mục tiêu vào tổng cộng 9 tỉnh ở Ukraine gồm Dnipro Petrov, Mykolaiv, Luhansk, Zaporizhia, Chernihiv, Kherson, Kharkiv và Donetsk. Thương vong được ghi nhận ở Kherson, Kharkiv và Donetsk. Nga chưa bình luận về diễn biến trên, nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 3 cho hay, lực lượng này đã giành quyền kiểm soát làng Olivka ở Donetsk, cách thị trấn Avdiivka 9,5 km. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay các binh sĩ nước này đã đẩy lùi chính đợt tấn công của phía Nga tại khu vực ven làng Olivka. Tin báo Nga cáo buộc Pháp chuẩn bị đưa 2.000 quân đến Ukraine. Nga cảnh báo bất cứ lực lượng nào của Pháp hiện diện ở Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR Sergei Naryshkin ngày 19 tháng 3 nói rằng Pháp đang chuẩn bị đưa lực lượng quân sự vào Ukraine. Theo thông tin SVR nhận được, Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân đến Ukraine và tất cả đã sẵn sàng, ban đầu dự kiến khoảng 2.000 quân, ông Naryshkin cho hay. Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho biết, quân đội pháp lo ngại rằng một đơn vị quân đội lớn như vậy không thể đóng quân ở ukraine mà không bị chú ý ông cảnh báo lực lượng quân sự pháp hiện diện ở ukraine sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hợp pháp cho các cuộc tấn công của nga tháng trước sau cuộc họp với lãnh đạo các nước đồng minh tổng thống pháp emmanuel macron cho biết họ đã thảo luận về phương án đưa quân đến ukraine ông nói mặc dù các bên chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này song phương tây không loại trừ bất cứ khả năng nào một loạt lãnh đạo các nước đồng minh sau đó đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng đưa quân vào Ukraine, cho rằng đây là ý tưởng nguy hiểm, có thể dẫn đến xung đột trực tiếp Nga-NATO và thậm chí Thế chiến thứ ba. Tôi nghĩ binh sĩ NATO không nên vào Ukraine, đó sẽ là sai lầm. Chúng ta cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ ba, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani hôm 15 tháng 3 cảnh báo. Mặc dù vậy, ông Macron vẫn giữ quan điểm. Về việc điều quân tới Ukraine, tôi đã nói rằng không có gì có thể loại trừ được. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang có kế hoạch triển khai lực lượng Pháp tới Ukraine trong tương lai gần. Chúng tôi đang mở một cuộc thảo luận và đang cân nhắc mọi thứ có thể để hỗ trợ Ukraine, trước hết là lãnh thổ Ukraine. Trả lời phỏng vấn Lê Barisson hôm 15 tháng 3, ông tiếp tục nhấn mạnh, có thể đến một lúc nào đó tôi không muốn và cũng sẽ không chủ động trong việc này chúng ta sẽ phải tiến hành các chiến dịch trên thực địa bất kể đó là gì để chống lại lực lượng Nga. Ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chính trị Quân sự, một tổ chức tư vấn về các vấn đề an ninh của Nga, nhận định Pháp sẽ không đưa quân đội chính quy đến Ukraine. Thay vào đó, theo ông, Pháp sẽ lập ra một lực lượng để liên tục bổ sung cho các đơn vị lính đánh thuê đang hoạt động ở Ukraine mặc dù vậy, bộ quốc phòng pháp nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng binh sĩ nước này đã có mặt ở ukraine hay pháp có ý định gửi quân tham gia chiến sự ở quốc gia đông âu này. ngoại trưởng pháp stéphane zeidtner -nê nêu rõ quan điểm chúng tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới trong cuộc xung đột ở ukraine và chúng tôi sẽ không vượt qua nó. thông điệp của pháp gửi tới nga là hoàn toàn rõ ràng paris sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho kiev. nato bắt đầu xây căn cứ lớn nhất châu âu gần biển đen Romania đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất của NATO ở châu Âu trị giá 2,7 tỷ USD. Theo tạp chí Newsweek hôm 18 tháng 3, Romania đã bắt đầu hoạt động mở rộng căn cứ không quân số 57 hiện tại của không quân nước này ở sân bay Mihan Koganiseu, dự án xây dựng trị giá 2,7 tỷ USD. Sau khi mở rộng, cơ sở mới sẽ có quy mô bằng một thành phố nhỏ, nằm trên khu vực rộng gần 3.000 hecta và sẽ là căn cứ quân sự lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở châu Âu. Căn cứ này tọa lạc tại thành phố cảng Constanta, nằm bên bờ biển phía Tây Biển Đen. Cơ sở mới sẽ có đường băng, nhà chứa máy bay quân sự, kho vũ khí với sức chứa 10.000 binh sĩ NATO cùng gia đình họ. Romania từ lâu là trung tâm quan trọng hỗ trợ các hoạt động của Liên minh quân sự NATO ở Biển Đen. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ di chuyển qua Romania để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và an ninh kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cuối tuần trước, kênh News tường thuật hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của căn cứ mới, chẳng hạn đường xá và lưới điện đã bắt đầu. Một số đường băng mới dự kiến được xây dựng để hỗ trợ nhiều loại máy bay quân sự hoạt động. Ông Nikola Retu, chỉ huy căn cứ không quân số 57, cho biết căn cứ mới sẽ có nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật, hàng không, thiết bị mô phỏng, cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở, những thứ cần thiết để hỗ trợ các hoạt động và nhiệm vụ của căn cứ với quy mô như thế này. Romania đang hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh trong NATO, đặc biệt là Mỹ, khi Biển Đen ngày càng trở thành nơi đối đầu giữa Ukraine và Nga, cũng như giữa Moscow và các đối thủ phương Tây. Romania được coi như điểm tựa của sườn phía đông NATO. Ukraine yêu cầu điều tra phụ pháo hai mark bị Nga tập kích. Quan chức Ukraine bày tỏ lo ngại về năng lực trinh sát của Nga và yêu cầu điều tra sau khi một tổ hợp pháo hai mark bị phá hủy trong tuần này. Truyền thông Nga ngày 5 tháng 3 công bố video cho thấy lực lượng nước này đang phóng tên lửa đạn đạo Iskander phá hủy một tổ hợp pháo phản lực 2m ven khu rừng gần làng Nikanoroka thuộc tỉnh Donetsk pháo hai mát và các phương tiện đi cùng bốc cháy dữ dội sau khi bị tập kích. Nga nhiều lần tuyên bố tập kích pháo hai mà Mỹ chuyển cho Ukraine. Như đây dường như là lần đầu tiên một tổ hợp này bị phá hủy thực sự. Hai tổ hợp hai mát trước đó cũng bị tấn công nhưng chỉ hư hại và được đưa về Mỹ để sửa chữa. Phải mất rất nhiều thời gian để căn chỉnh mục tiêu cho một tên lửa Iskander như vậy. Roman Skotenko, thư ký Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine ngày 8 tháng 3 cho hay. Ông Kostenko kêu gọi các chuyên gia vào cuộc điều tra xem điều gì đã xảy ra với khẩu pháo hai mắt bị phá hủy. Dĩ nhiên, pháo hai mắt luôn hoạt động ở hậu phương và chúng ta thấy rằng tình báo Nga đang nỗ lực săn lùng tổ hợp này, ông cho biết. Mỹ đã chuyển cho Ukraine 39 pháo HIMARS dù mất một khẩu trong trận tập kích tuần này và hai khẩu bị hư hại phải chuyển về Mỹ. Lực lượng Ukraine vẫn còn nhiều pháo HIMARS. Mối quan tâm hiện tại cấp bách đối với Ukraine là liệu nước này có đủ đạn cho hai hay không. Các loại đạn rocket của hai mà Ukraine sử dụng nằm trong số những vũ khí thuộc gói viện trợ 60 tỷ USD đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ. Ivan Stupak, Cố vấn Ủy ban tình báo quốc phòng và an ninh quốc gia tại Quốc hội Ukraine nhận định, Nga dường như triển khai phụ tập kích với hỗ trợ từ máy bay không người lái drone tầm cao. Một mặt, đây là dấu hiệu cho thấy năng lực của Nga. Mặt khác, điều này chứng tỏ Ukraine đang thiếu các trạm radar tinh vi lẫn các tổ hợp phòng không tiền tuyến để bảo vệ các đơn vị trên mặt đất. Ông Stubat nói, thỉnh thoảng chúng tôi thu được bằng chứng cho thấy drone Nga xâm nhập sâu 50 km, Ukraine nhận các tổ hợp HIMARS vào năm 2022, nhiều lần sử dụng chúng trong các đợt tập kích chết ngón nhằm vào các mục tiêu của Nga như sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và điểm tập kết quân. Một số chuyên gia phương Tây nhận định pháo HIMARS hiện không đủ để Ukraine cân bằng hỏa lực với pháo binh đối phương. Lực lượng Nga dường như đã thích nghi với đoàn tập kích của hai mắt cũng như tìm phương án gây nhiễu để giảm hiệu quả của đạn rocket phóng từ tổ hợp này. Lực lượng Nga thông báo phóng tên lửa phá hủy hai tổ hợp pháo phản lực hai mắt của Ukraine tại tỉnh Donetsk và Kherson. Một chỉ huy Nga ngày 5 tháng 3 cho biết, quân đội nước này phá hủy một tổ hợp pháo phản lực hai mắt ở khu vực hậu phương của lực lượng Ukraine trên mặt trận Donetsk. Theo kênh Telegram Riba của Nga, tổ hợp hai mét này trúng tên lửa đạn đạo khi đổ ven khu rừng gần làng Nikanoroka thuộc tỉnh Donetsk. Video công bố cùng ngày cho thấy, pháo hai mát bốc cháy dữ dội sau khi tổ hợp này cùng các phương tiện đi cùng bị tập kích. Một quả rocket của hai mắt bắt lửa vọt ra ngoài khi liều phóng bị kích hoạt. Vladimir Vasilenko, thư ký báo chí của tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, cùng ngày thông báo các đơn vị thuộc cánh quân phía Tây, Raven, phá hủy tổ hợp hai mắt thứ hai của Ukraine gần địa giới hành chính giữa Kherson và Nikolet, song không nêu vị trí cụ thể. Lực lượng Nga sử dụng tổ hợp Iskander tấn công vị trí đối phương triển khai pháo hai mắt, ông Valisenko nói. Tổ hợp hai mắt này có thể từng tấn công tòa nhà đặt trụ sở của cơ quan hành chính quân sự dân sự tỉnh Kherson ở thành phố cùng tên vào tháng 9 2022. Nga nhiều lần tuyên bố phá hủy pháo phản lực hai mắt mà Mỹ chuyển cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 2 công bố video lực lượng nước này tập kích pháo HIMARS, tên lửa phòng không S-300, kho đạn và lưu pháo M-777 của Ukraine tại nhiều khu vực. Ukraine nhận các tổ hợp hai mắt này vào năm 2022, nhiều lần sử dụng chúng trong các đợt tập kích chết ngón nhằm vào lực lượng Nga. Truyền thông phương Tây cho biết, Ukraine đang vận hành 39 pháo hai mắt, ít nhất hai tổ hợp trong số này bị hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa một số chuyên gia phương tây nhận định pháo hai mắt hiện không đủ để ukraine cân bằng hỏa lực với pháo binh đối phương lực lượng nga dường như đã thích nghi với đoạn tập kích của hai mắt cũng như tìm phương án gây nhiễu để giảm hiệu quả của đạn rocket phóng từ tổ hợp này ukraine chuyển pháo hai hư hại về mỹ hình ảnh mới công bố cho thấy hai tổ hợp pháo phản lực hai mắt ukraine bị hư hại được vận tải cơ đưa tới mỹ để sửa chữa Truyền trang quân sự Warzone của Mỹ hôm ngày 12 tháng 2 công bố video tại sân bay quốc tế Harry ở thành phố Middleton thuộc bang Pennsylvania cho thấy hai tổ hợp pháo phản lực M142 hai mắt được dỡ từ vận tải cơ AN-124 Ukraine và đưa tới địa điểm không xác định. Xe phóng đầu tiên có nhiều chữ thập trắng, dấu hiệu nhận dạng ký tài của quân đội Ukraine, dường như bị trúng mảnh văn từ đạn pháo của Nga. Phân tích hình ảnh cho thấy ít nhất 16 lỗ thủng trên thân xe và lớp trước khi bị xịt. Trong khi cả hai tấm kính chống đạn trước buồng lái cũng bị hư hại, nhưng xe có vẻ không chịu thủng tất nặng. Xe thứ hai nhiều khả năng bị trúng mìn và chịu thiệt hại nặng hơn, bánh trước bên phải và một phần sàn buồng lái bị thổi bay, khiến các kỹ thuật viên phải tì trục xe lên các khối gỗ để giữ cân bằng. Đây là những hình ảnh đầu tiên có sức thuyết phục nhất về hệ thống hai mắt của Ukraine bị hư hại và loại khỏi vòng chiến nhiều khả năng chúng đang được đưa về nhà máy sửa chữa, cây bút Thomas Neudit nhận định. Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Ukraine chưa bình luận về hình ảnh. Mỹ viện trợ pháo phản lực HIMARS cho Ukraine từ cuối năm 2022 với tổng cộng 39 xe phóng đã được chuyển giao. Chúng nhanh chóng chứng tỏ giá trị khi nhiều lần được Kiev sử dụng để tập kích, phá hủy các khí tài quan trọng của đối phương trên tiền tuyến, Tuy nhiên, Nga dường như đã thích nghi được với các đợt tập kích bằng pháo 2M trong năm 2023. Thông qua phân tán lực lượng và tăng cường năng lực phòng không tiền tuyến, Moscow cũng bố trí thêm nhiều hệ thống tác chiến điện tử và khiến các loại đạn dẫn đường, trong đó có rocket của HIMARS trở nên kém hiệu quả hơn trước. Lực lượng Nga vẫn duy trì nỗ lực truy tìm xe phóng đạn 2M trước khi chúng kịp khai hỏa hoặc sơ tán khỏi trận địa các tài khoản ủng hộ quân đội Nga hồi tháng trước công bố video máy bay không người lái UAV phát hiện tổ hợp mắt Ukraine gần thành phố Kotanikoka ở tỉnh Donetsk trước khi lọt đạn chùm bắn phá địa điểm ẩn nấp của nó trong khu rừng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng chứng kiến video đoàn tập kích tên lửa nhằm vào pháo hai mắt ở làng Belaykinista khi thăm sở chỉ huy lực lượng tham gia chiến sự hôm ngày 9 tháng 2. Pháo hai mắt tập kích đội hình diễu diệt của Nga lực lượng Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tập kích nơi đơn vị hải quân đánh bộ Nga tập trung diễu duyệt, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Các quân nhân thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ số 155 Nga vào ngày 28 tháng 2 tập trung đội hình để cấp trên kiểm tra và tổ chức diễu duyệt tại khu đất trống tại thị trấn Elenuka, tỉnh Donetsk, cách tuyển tiến miền đông Ukraine khoảng 12 km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo phản lực động cơ cao HIMARS một máy bay không người lái cỡ nhỏ Ron của Ukraine phát hiện đội hình lính Nga đang tập hợp giữa ban ngày và lập tức chuyển tọa độ cho đội khẩu đồ hai mắt gần đó. Hai rocket M30-31, mỗi quả chứa 182.000 viên đạn bi, nhanh chóng được khai hỏa từ pháo hai mắt xuống mục tiêu. Truyền thông Ukraine cho hay, cuộc tập kích khiến 19 quân nhân Nga thiệt mạng, trong đó có một đại tá và hai sĩ quan khác. Chỉ huy lữ đoàn 155 là đại tá Mikhail Goku bị thương một số blogger quân sự Nga xác nhận thông tin và cho biết đây là lần thứ ba vụ tập kích này diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần. Đây không phải sai lầm riêng lẻ nữa mà đã trở thành tình trạng phổ biến, một blogger nhận định. Ukraine hôm ngày 21 tháng 2 cũng dùng pháo hai mắt tập kích vị trí quân nhân thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới cần về độc lập số 39, tập trung để cấp trên đến thị xác tại làng Trudeau, tỉnh Donetsk, khiến 65 người thiệt mạng ngôi làng này nằm cách tiền tuyến khoảng 36 km, trong khi pháo hai mất có tầm bắn tới 80 km. Một vụ tập kích tương tự xảy ra một ngày sau đó ở bờ đông sông Dimner, cách làng Greenkey ở tỉnh Kherson khoảng 32 km, khiến khoảng 60 quân nhân Nga thiệt mạng. Ron Ukraina khi đó phát hiện hai đội hình quân Nga tập hợp giữa bãi đất trống và chuyển qua tọa độ cho pháo binh tấn công. Hồi đầu tháng 11 năm 2023, quân đội Nga dùng tên lửa đạn đạo chiến thực Iskander M tấn công vị trí của lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia khi họ tập hợp để tổ chức lễ trao thưởng nhân ngày truyền thống của pháo binh. Vụ tập kích khiến 19 binh sĩ Ukraine thương vong, trong đó có chỉ huy lữ đoàn và một số sĩ quan thiệt mạng. Ukraine sau đó dùng pháo hai mắt tập kích lễ trao thưởng của lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập cận về số 810 của Nga để trả đũa, khiến 25 người chết. Jack Newsom, điểm yếu chí mạng của xe tăng phương Tây ở Ukraine. Mặc dù được thiết kế hiện đại hơn, những chiếc xe tăng của phương Tây lại mang bất lợi lớn khi đối đầu với xe tăng Nga ở Ukraine, nhất là khi đối mặt với Chernozem. Những chiếc xe tăng Chaklinger 2 của Ukraine đang phải vật lộn với một vấn đề khá nghiêm trọng trên chiến trường. Tờ The Sun của Anh cho biết, những chiếc xe tăng Chaklinger thường xuyên nằm bất động bởi một thứ được gọi là Chernozem, đất đen của Ukraine. Sự việc được phóng viên người Anh ghi lại một cách sinh động, người này đã phát sóng trực tiếp khi ngồi trên tháp pháo của chiếc Challenger 2 bị mắc kẹt. Đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà nó thực sự là một khó khăn đối với những chiếc xe tăng nặng nề của phương Tây. Phóng viên của The Sun giải thích với khán giả, vấn đề lớn nhất đối với Challenger 2 ở Ukraine là bị mắc kẹt trong bùn. Theo tường thuật của phóng viên, địa hình ở Ukraine chủ yếu là những vùng đất đen màu mỡ rộng lớn và đây là một trở ngại đáng kể trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra. Điều đáng chú ý, trong suốt đoạn video được chia sẻ của phóng viên này, chiếc xe tăng dần dần chìm sâu hơn vào bùn, mực nước bắt đầu dâng cao, ảnh hưởng đến phần trên của khung xe tăng. Kiếp lái xe tăng chỉ có thể hy vọng cổ máy khổng lồ của họ không chìm quá sâu vào nền đất yếu vì việc trục vớt nó có thể trở thành một thách thức to lớn đối với các đội cứu hộ xe tăng phương Tây với Chernozem. Chernozem còn được gọi là đất đen Ukraine. Loại đất này có hàm lượng mùn lên đến 15%. Lớp mùn dồi dào này khiến đất có vẻ ngoài sẫm màu và là yếu tố chính tạo nên độ phì nhiêu đặc biệt của nó. Tuy nhiên, loại đất này cũng sở hữu những đặc tính vật lý độc đáo và là trở ngại đối với các loại máy móc hàng nặng, bao gồm cả xe tăng. Loại đất này có khả năng giữ được nước rất tốt nhờ hàm lượng chất hữu cơ cao. Khi trời mưa, nước mưa sẽ không thể thoát đi ngay do bị đất giữ lại, khiến nó biến thành địa hình mềm và lầy lội. Tình trạng này có thể khiến các phương tiện hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng Challenger, Abram và Leopard do phương Tây sản xuất bị chìm khi di chuyển trên địa hình như vậy. Ngoài ra, Chernozem còn rất giàu hàm lượng đất sét. Tính chất rắn chắc của các hạt đất sét làm giảm tính thấm của đất, dẫn đến thoát nước chậm, điều này càng làm tăng thêm tình trạng ngập úng và bùng lầy của địa hình. Ngoài ra, khi đất sét khô lại sẽ rất khó để rửa sạch, chúng sẽ làm tăng trọng lượng và hạn chế tốc độ của những chiếc xe tăng. Mặc dù xe tăng được thiết kế có thể cơ động nhanh và vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp, nhưng chúng không được thiết kế đặc biệt để vượt qua những thách thức mà Technozem đặt ra bản xích rộng của những chiếc xe tăng nhằm mục đích phân bổ trọng lượng trên một diện tích lớn hơn để tránh bị chìm trên những địa hình đầy khác hoặc bùng lầy. Tuy nhiên, trên địa hình lầy lội và giàu đất sét của Chernozem, những đường rây rộng này là điểm bất lợi cho chúng. Khó khăn chung, một chiến lược quân sự được đưa ra thường đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về tình hình thực tế. Điều dường như bị thiếu trong trường hợp xe tăng phương Tây mắc kẹt ở vùng đất đen khét tiếng của Ukraine. Đây không phải là một bất ngờ với giới quan sát quân sự, mà là một bài học đối với lãnh đạo quân sự NATO và Ukraine. Các chiến lược gia quân sự đều biết rằng xe tăng Nga nhẹ hơn nên chúng sẽ di chuyển dễ dàng hơn trên địa hình như vậy. Tần suất các vấn đề gặp phải cũng sẽ giảm đáng kể so với các xe tăng phương Tây nặng nề hơn. Thời gian đầu của cuộc xung đột đã có nhiều nỗ lực từ phương Tây nhằm mua những chiếc xe tăng cũ của Liên Xô sải sát trên toàn cầu cho Ukraine, Tuy nhiên, do tổn thất trên chiến trường là rất lớn nên không thể đáp ứng đủ. Vì vậy, các nước đồng minh của Ukraine phải cung cấp những chiếc xe tăng trong biên chế của họ. Tuy nhiên, đất đen không chỉ là vấn đề riêng những chiếc xe tăng của phương Tây, mà ngay cả những chiếc xe tăng Nga cũng phải chịu chung hoàn cảnh. Một ví dụ đáng chú ý là vào ngày 14 tháng 2, 2022, một cuộc tập trận diễn ra ở vùng Grandstadt-on-Don của Nga có sự tham gia của một trung đoàn xe tăng. Một số xe tăng T-72B3 của Nga đã bị mắc kẹt trong bùn, chúng đã bị vô hiệu hóa một cách hiệu quả. Xe tăng lúng sâu so trong bùn đến nỗi thiết kế kéo phụ trợ của quân đội không thể giải quyết được tình hình, và họ phải nhờ tới sự hỗ trợ của một chiếc máy xúc lớn để mở đường cho xe tăng thoát ra ngoài. Một vấn đề nữa đặt ra với xe tăng từ phương Tây là những cây cầu ở Ukraine. Về bản chất, xe tăng phương Tây nặng hơn đáng kể so với xe tăng Nga. Trong nhiều năm, Ukraine đã sử dụng hệ thống xe tăng Liên Xô, chủ yếu là T-72. Những chiếc xe tăng này nhẹ hơn và mang lại sự linh hoạt cao hơn. Do đó, cơ sở hạ tầng, đường trong nước được thiết kế chỉ đủ để chịu đựng sức nặng của xe tăng Liên Xô. Và những kỹ sư xây dựng không lường trước được rằng, một ngày nào đó, hệ thống cầu đường của đất nước phải chịu đựng được sức nặng của những chiếc xe tăng đến từ phương Tây. Chưa hết thất vọng vì mất xe tăng M1 Abrams, Ukraine thêm khó khi mất Patriot. Thông tin về những chiếc xe tăng M1A1 bị hại cục trên chiến trường còn chưa hạ nhiệt, Ukraine phải đón nhận thêm những tổn thất lớn về hệ thống phòng công Patriot. Hôm 10 tháng 3, một hệ thống tên lửa Patriot của Ukraine hoạt động gần Siegira ở khu vực giao tranh Donetsk được xác nhận đã bị phá hủy phần lớn sau một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Các nhân viên vận hành hệ thống, nhiều người trong số họ được cho là có nguồn gốc nước ngoài, đã thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 9 tháng 3 cũng ghi nhận một tài sản phòng không quý giá khác của Ukraine là hệ thống S-300 bị phá hủy. Cả hai cuộc tấn công đều được thực hiện bằng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander-M. Mặc dù S-300 do Ukraine vận hành có từ những năm 1980, nhưng tính cơ động của chúng vẫn cao hơn đáng kể so với các biến thể hiện đại của Patriot. Còn Patriot sở hữu các hệ thống phòng không tên lửa thẳng đứng, cho phép chúng bắn từ những chỗ ẩn nấp như giữa những tòa nhà hoặc trong rừng. Ukraine đã nhận được các hệ thống Patriot từ ba quốc gia, với hệ thống đầu tiên do Đức và Hà Lan cung cấp, hệ thống thứ hai do Mỹ cung cấp, các đơn vị Patriot bị phá hủy trong cuộc tấn công gần đây được cho là những tên lửa do quân đội Đức chuyển giao. Phương Tây thừa nhận, vào tháng 5-2023, các nguồn tin của chính phủ Nga đã đưa tin rằng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzai đã vô hiệu hóa một hệ thống tên lửa Patriot của Ukraine ở thủ đô Kiev. Tuy nhiên, cuộc tấn công không được xác định bằng cảnh quay từ máy bay không người lái và các nguồn tin phương Tây cho biết hệ thống Patriot của Ukraine chỉ gặp một số thiệt hại nhỏ. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra những báo cáo về việc phá hủy thành công một hệ thống Patriot khác của lực lượng vũ trang Ukraine ngày 23 tháng 2, 2024. Trong đợt tấn công này, họ đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không, đạn dược và nhiều thành phần không xác định khác của hệ thống Patriot, nhưng thông tin này cũng không được các nguồn tin phương Tây thừa nhận. Tuy nhiên, cuộc tấn công mới nhất có cả cảnh quay từ UAV là minh chứng và cũng đánh dấu lần đầu tiên các nguồn tin phương Tây thừa nhận sự thiệt hại của hệ thống Patriot. Mặc dù Iskander-M không được thiết kế để áp chế các mục tiêu phòng không như Patriot, nhưng tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính và vệ tinh có độ chính xác cao cũng như khả năng định vị lại mục tiêu trong quá trình bay đã khiến nó trở thành một trong những vũ khí hiệu quả để vô hiệu hóa những hệ thống tên lửa di động của Ukraine. Những tổn thất gần đây, bình luận về các cuộc tấn công mới nhất, các nhà phân tích viết của tạp chí Forbes ước tính rằng cuộc tấn công đã vô hiệu hóa tới 13% tổng số bệ phóng Patriot được chuyển đến Ukraine và kết quả là bầu trời ở miền đông Ukraine có thể đã trở nên an toàn hơn rất nhiều đối với người Nga. Bài báo nhấn mạnh về vụ việc như sau, sự kiên trì và may mắn của người điều khiển máy bay không người lái Nga đã được đền đáp vào hôm ngày 9 tháng 3 khi họ xác định được một đoàn xe của Ukraine bao gồm ít nhất hai bệ phóng bốn nòng gắn trên xe tải thuộc khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot. Những đánh giá tương tự cũng được đưa ra thảo luận trong các bản báo cáo khác của phương Tây và được đưa ra trong bối cảnh triển vọng thành công của quân đội Ukraine ngày càng trở nên bi quan. Tổn thất của hệ thống Patriot được đưa ra chỉ vài ngày sau khi có những thông tin về thiệt hại liên tiếp của xe tăng M1A1 Abram trên chiến trường Ukraine, chỉ ba ngày sau khi phía Ukraine tuyên bố lần đầu tiên triển khai xe tăng Abram trên chiến trường để chiến đấu với lực lượng Nga ở miền Đông. Chiếc xe tăng Mỹ đầu tiên đã bị hạ gục. Cả hai tổn thất đều là đòn giáng mạnh vào tinh thần quân đội Ukraine vì trước đây họ có nhiều hy vọng sẽ lật ngược tình thế trong cuộc xung đột với Nga sức mạnh không quân của Nga không bị hạn chế trong các hoạt động ở Ukraine. Trong khi đó, các nguồn tin phương Tây tiếp tục cảnh báo về tình trạng thiếu đạn dược, thiếu nhân sự ngày càng nghiêm trọng do thương vong rất cao mà lực lượng Ukraine phải gánh chịu trong năm 2023 và những tác động ngày càng tàn khốc do bom lượng của Nga gây ra khó khăn cho Ukraine, việc Mỹ đình chỉ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine từ cuối tháng 12 2023 đã khiến chính quyền Kiev có rất ít khả năng bổ sung cho các hệ thống Patriot bị mất hoặc đạn tên lửa cho các hệ thống đang hoạt động còn lại. Bản thân quân đội Mỹ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các hệ thống Patriot. Điều này được thể hiện qua nhu cầu tăng đột ngột từ tháng 10 2023 sau khi các cuộc tấn công leo thang nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Mặc dù các lực lượng Nga ban đầu gặp khó khăn do nguồn cung cấp tên lửa 9K720 hạn chế, nhưng việc đẩy mạnh sản lượng sản xuất lên gấp nhiều lần so với trước khi xảy ra xung đột đã kịp thời bổ sung cho nhu cầu sử dụng của quân đội Nga. Điều này cho phép họ áp dụng các chiến thuật mới liên quan đến việc tiêu tốn nhiều tên lửa hơn trong các cuộc tấn công. Iskander M và tiền thân của nó là tên lửa OTR-23 OK được thiết kế đặc biệt để vô hiệu hóa các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các hệ thống phòng không như Patriot. Tên lửa Nga sử dụng quỹ đạo giảm áp đạn đạo khác thường với đỉnh quỹ đạo bay cao 50.000m và rất cơ động trong quá trình bay. Điều này khiến nhiều hệ thống phòng không thậm chí còn khó phát hiện chúng và khó bị bắn hạ hơn nhiều. Iskander M duy trì tốc độ cao từ Mach 5 5,8 đến Mach 8 8,7 trong giai đoạn cuối, góp phần nâng cao khả năng sống sót của tên lửa khi tấn công mục tiêu. Phút cuối của những binh sĩ Ukraine tử thủ ở Adipka Trung sĩ Ivan thực hiện cuộc gọi tuyệt vọng cuối cùng với gia đình từ một hầm trú ẩn ở Adipka khi lực lượng Nga khép vòng vây. Lớp phòng thủ của Ukraine ở thành phố Adipka khi đó đang sụp đổ và phần lớn thành viên lữ đoàn của Chinik đã rút lui để bảo toàn lực lượng. Chỉ còn lại anh và năm đồng đội mắc kẹt trong một hầm trú ẩn tại chốt phòng ngự Zenit. Bốn người bị thương rất nặng, không thể đi được, một người có thể di chuyển nhưng khó khăn. Chinik, 31 tuổi, nói trong cuộc video với chị gái Aterina vào sáng ngày 15 tháng 2. Cho biết thêm rằng, người thứ sáu đã tình nguyện ở lại để giúp họ. Tất cả sĩ quan đều rút rồi, toàn bộ họ để chúng em ở lại. Tình cảnh khó khăn của những người lính này phần nào cho thấy một câu hỏi hóc búa đối với giới lãnh đạo Ukraine trong bối cảnh họ phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng gia tăng từ Nga với nguồn ngày càng cạn kiệt, khi nào nên chấp nhận bất đất. Các nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng mỗi tắc lãnh thổ đều xứng đáng được bảo vệ đến cùng, nhưng quân đội của họ đang suy yếu sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái và gói viện trợ bổ sung rất cần thiết từ Mỹ đang bị mắc kẹt. Nga với quân đội hùng hậu hơn và nền kinh tế vẫn đứng vững sau hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây đang tăng tốc chiến dịch tấn công. 2024 sẽ là năm Ukraine phải duy trì thế phòng thủ nhằm hạn chế tổn thất về lãnh thổ. Kiev cũng cần câu giờ để tái thiết lực lượng, với mục tiêu giành lại một phần nào đó trong khoảng 20% lãnh thổ Moscow đang kiểm soát. Đây là một phép tính đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc bảo vệ đất hay giữ nguồn lực khan hiếm của mình trong đó có cả mạng sống binh lính và tinh thần chiến đấu của họ. Lúc đầu, Chinik hy vọng được đồng đội đến giải cứu, nhưng sau một ngày rưỡi chờ đợi mà không ai đến đón, anh chấp nhận trở thành tù binh và chỉ còn biết bám víu vào lòng thương xót của đối phương. Trong một số cuộc gọi video cuối cùng của người thân ghi lại, có thể nghe thấy anh quay sang trao đổi với ai đó bên ngoài hầm trú ẩn. Họ đã đến chưa? Anh rể đi Subin hỏi Chinik trong video đề cập đến lực lượng Nga đang ám sát căn hầm để bắt 6 binh sĩ Ukraine làm tù binh. Rồi, Chinik trả lời. Khi cuộc phản công của Ukraine bị đình trệ vào mùa thu năm ngoái, Nga đã tận dụng cơ hội để giành lại thế chủ động và tiến hành các cuộc tấn công ồ ạt vào Adipka. Ukraine ban đầu chống đỡ tương đối tốt, phá hủy hàng chục xe bọc thép và vô hiệu hóa hàng trăm lính Nga. Nhưng các cuộc tấn công không ngừng nghỉ ở Moscow đã cho thấy họ quyết tâm khiến Kiev phải gục ngã. Chinik, Cựu tài xế taxi nhập ngũ chỉ vài tuần sau khi Nga phát động chiến sự tại Ukraine đã được điều động cùng lữ đoàn cơ giới 110 đến chốt Zenit, vị trí phòng thủ quan trọng cách Adipka khoảng 1,5 km về phía nam. Giống như những người lính khác, anh dùng sự hài hước để đương đầu với thực tại nhiệt ngã của chiến sự. Trong một video đăng trên TikTok, Chinik giả vờ nói chuyện điện thoại với mẹ khi đứng giữa hồ bom. Pháo kích gì cơ? Mọi thứ đều ổn, anh nói. Mikola Savosik, đồng đội của Chinik, thường nhận được đồ dùng tiếp tế từ người chị họ, chứa những thứ cần thiết và quà tặng như hạt ngũ cốc, kẹo hay tắt chân. Mùa đông đến, lợi thế về hỏa lực của Nga ngày càng tăng khi bế tắc chính trị ở Mỹ đã cản trở nguồn viện trợ quan trọng cho Ukraine. Thiếu thốn đạn pháo, lực lượng Ukraine ở Adipka không thể ngăn cản bộ binh Nga tiến công và giao tranh với họ ở cự ly gần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực vào tháng 12, ghi nhận tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng, nhưng báo hiệu ý định không rút lui. Chốt Zenit trở nên đặc biệt, dễ bị tổn thương khi lực lượng Nga siết chặt vòng vây. Hồi tháng 1, Savasik đề nghị chị họ ngừng gửi đồ tiếp tế vì chúng gần như không thể đến tay anh cùng các đồng đội. Khi chị hỏi thăm tình hình, anh chỉ trả lời, còn sống. Binh nhì Heo Hi luôn dự kín với mẹ mình, bà Ina Paklova, về những nguy hiểm mà anh phải đối mặt ở Adipka. Dù vậy, chàng trai 29 tuổi vạm vỡ, không thể giữ tinh thần lạc quan khi tình hình ngày càng xấu đi. Anh phàn nàn rằng tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng đến mức lực lượng Nga có thể hoạt động ngoài trời mà không bị nhắm tới. Nhiều đồng đội của Pavlov đã bám trụ ở Adipka gần 2 năm và kiệt sức. Nhu cầu tuyển tân binh ngày càng cấp thiết, nhưng Ukraine vẫn trì hoãn một quyết định nhạy cảm về mặt chính trị nhằm hạ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25. Chỉ trích các chỉ huy của mình, Pavlov nói về những trận chiến trước đó mà đơn vị của Anh đã phải căng mình cầm cự để sau cùng phải rút lui trong muộn màng. Khi mẹ bác lốp hỏi liệu họ có bị bao vây không, anh nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng có vẻ bồn chồn, lo lắng, mà con trai thể hiện ra khiến bà không thể bình tĩnh. Trên dipstat ứng dụng lập bản đồ các vị trí tiền tuyến thông qua dữ liệu nguồn mở, khu vực màu đỏ biểu thị những bước tiến của Nga dường như đang nuốt trình thành phố. Nếu mẹ có thể nhìn trên dipstat, tại sao chỉ huy của con lại không thể, bà nhớ lại đã hỏi bác lốp như vậy. Đến đầu tháng 2, 100 binh sĩ Ukraine cố thủ ở chốt Zenit gần như không còn lương thực bị áp đảo dưới làn đạn pháo không ngừng nghỉ. Nhiều người đã kêu gọi chỉ huy của họ ra lệnh rút lui. Quân Nga đang tiến vào sườn Adipka, đe dọa cô lập Zenit. Tuy nhiên, các chỉ huy Ukraine vẫn yêu cầu họ giữ vững vị trí. Nhiều lính Ukraine bước ra khỏi bong ke để hít thở không khí trong lành đã bị lính bắn tiếng Nga hạ gục hoặc chết trong các cuộc tập kích bằng drone của đối phương. Bình nhì Viktor Bilia, người đã ở Zenit kể từ khi Nga bắt đầu phát cuộc tấn công nhằm vào Adipka cho hay chỉ một số ít người trong đại đội của anh vẫn còn sống. Theo lời Bilia, một nửa đơn vị đã thiệt mạng, đến mức anh được chỉ định làm chỉ huy vì không còn sĩ quan nào. Vào đêm 13 tháng 2, Thượng sĩ Andriy Dunitsky, một người lính khác ở Zenit, gọi điện cho vợ Ludimia Duniska để nói rằng anh đang chuẩn bị rời vị trí. Con gái đầu lòng của hai vợ chồng mới được vài tháng tuổi sau khi xung đột bùng phát. Nhưng Dunitsky, 25 tuổi, hầu như không gặp con vì anh phải dành phần lớn thời gian bảo vệ Adivka. Anh sẽ liên lạc khi có cơ hội. Dunitsky gửi tin nhắn cho vợ qua Facebook. Hãy hứa với em là mọi thứ sẽ ổn đi, cô nói. Hãy cầu nguyện cho anh, Dunitsky trả lời vợ. Vài giờ sau, Dunitsky khởi hành cùng một nhóm bảy binh sĩ, trong đó có Chinit và Paklov, cố gắng rút về phòng tuyến chính của Ukraine ở Adipka. Họ quyết định không chờ lệnh rút lui nữa. Các chỉ huy muốn chúng tôi tiếp tục phòng thủ, Bilia nói. Giữ một đống đổ nát mà không có đạn dược hay lương thực là tự sát nhưng nhóm không đi được quá xa, UAV trinh sát của Nga đã lượn lờ trên Zenit trong nhiều ngày. Chờ đợi quân Ukraine rời nơi ẩn nấp, Bilia cho biết một cuộc tấn công bằng đạn cối của Nga đã ngay lập tức giết chết nửa nhóm. Anh đã giúp đưa những người bị thương trở lại bong ke, tự mình cõng Chinik, Dunitsky và Paklov cũng bị thương. Những người vẫn có thể di chuyển, trong đó có Bilia, đi bộ vào tối muộn ngày 14 tháng 2 tới một điểm hẹn do UAV Ukraine dẫn đường, nơi có xe bọc thép đang chờ sẵn. Bilia nhớ lại anh đã nhìn thấy xác binh sĩ Ukraine nằm la liệt trên con đường đến Adipka. Khi họ tới điểm sơ tán, Bilia nghe thấy một cuộc trao đổi qua radio khiến anh bị sốc. Một sĩ quan Ukraine thuộc lữ đoàn 110 đã hỏi chỉ huy của mình về việc sơ tán những người bị thương còn lại ở Zenit. Bỏ lại những người bị thương, người chỉ huy trả lời, hủy hết các tài liệu bị bỏ lại. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Zavosik gọi điện cho chị họ Katerina để nói lời từ biệt nắm chặt một quả lựu đạn, Savosik bảo với chị rằng họ khó có cơ hội gặp lại nhau. Khuôn mặt cậu ấy có vẻ đau khổ, Katerina cho hay. Theo lời Savosik, những người còn lại trong lữ đoàn đã rút khỏi Zenit để lại 5 người bị thương. Bản thân Savosik không bị thương nhưng đã chọn ở lại với họ. Là một con người, tôi không thể bỏ rơi đồng đội của mình, anh nói. Các chỉ huy hứa đưa xe đến giúp họ sơ tán, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra và quân Nga gần như đã bao vây 6 người. Cùng lúc đó, Park gọi điện cho mẹ trong nỗi tuyệt vọng. Một chân anh đã bị gãy, lưng và cổ đầy những mảnh đạn. Mẹ anh cầu xin Park đầu hàng vì đứa con 5 tuổi ở nhà. Theo một phó chỉ huy, anh lúc bấy giờ vẫn hy vọng được giải cứu bởi lữ đoàn xung kích số 3. Lực lượng được điều động đến Adipka nhằm củng cố vị trí của Ukraine và đẩy lùi quân Nga. Tuy nhiên, Nga đã kiểm soát phần lớn thành phố và lữ đoàn cuối cùng chỉ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho cuộc rút lui. Dunitsky cũng gọi điện cho vợ để báo rằng anh chưa thể rời khỏi Adipka, anh bị thương ở Háng, nhưng vẫn nói đùa với vợ rằng họ vẫn có thể sinh thêm một cậu con trai với những gì còn lại. Dunitsky kể lại với vợ cả nhóm không còn nhiều thức ăn và nước uống. Có vẻ như bọn anh sẽ bị bắt, anh nhắn cho vợ vào buổi trưa. Bên cạnh Dunitsky, Chinik đang nói chuyện với người thân ở Zaporizhia, đôi chân của tôi đi tong rồi, anh nói trong một cuộc gọi video được ghi lại. Donetsky bảo với 5 đồng đội rằng chiếc xe sơ tán mà các chỉ huy điều động có thể vận đến nhằm tìm cách trấn an Chinik và chính anh. Xe không thể đến đây được đâu, chấm hết rồi, Chinik đáp. Sau buổi trưa, Subin, anh rể của Chinik, gọi điện đến báo tin vui, phía Ukraine đã liên lạc với lực lượng Nga và đạt được một thỏa thuận. Những người bị thương sẽ đầu hàng quân đội Nga và có thể được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh. Lữ đoàn 110 sau đó cho biết họ không thể quay lại đón những người sau khi rút khỏi Zenit nhưng họ yêu cầu chính quyền chịu trách nhiệm đàm phán trao đổi tù binh với Nga. Chinik cúp máy khi quân Nga đến, nhưng Subin gọi lại cho anh, lúc này trong hầm đã có thêm một người nữa. Subin cho biết những người lính Nga có bộ dâu ngắn, khoảng 50 tuổi. Chinik bảo người lính Nga nói chuyện với Subin qua điện thoại để họ có thể hiểu nhau hơn. Không, tắt điện thoại đi, tôi không nói chuyện với ai cả. Subin nghe thấy lính Nga trả lời trước cuộc gọi bị tắt. Một ngày sau khi quân đội Nga đến Zenit, các kênh Telegram thân Nga đăng video 40 giây cho thấy nhóm binh sĩ thiệt mạng nằm dưới bùn lầy bên lá cờ Ukraine. Duniska ngay lập tức nhận ra hình xăm trên bàn tay của một người đàn ông. Nó giống hệt với hình mà chồng cô và hai người lính khác đã xăm, tượng trưng cho đức tin và tình anh em giữa họ. Cô đã báo cáo Duniski mất tích vào sáng hôm đó và đưa con gái đến đồn cảnh sát để cung cấp mẫu ADN. Trở về nhà, cô lướt qua các kênh Telegram của Nga để tìm kiếm bằng chứng anh đã bị bắt và tình cờ xem được một đoạn video. Bên trong tôi như chết lặng, cô nói. Sau khi liên lạc với một người lính khác có hình xăm, cô nhận ra đó chính là chồng mình. Ngày hôm sau, Ukraine tuyên bố rút khỏi Adipka để bảo toàn lực lượng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng thành phố thất thủ là cái giá phải trả cho việc quốc hội không thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Đây là chiến thắng lớn nhất của Nga trong nhiều tháng qua. Ban lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nỗ lực kháng cự đã giúp tiêu hao đáng kể lực lượng của Nga. Mặc dù Tổng tư lệnh Oleksandr Sersky thừa nhận các chỉ huy đã có một số tính toán sai lầm. Nếu rút lui một cách có tổ chức, chúng tôi đã có thể cứu được những người đồng đội của mình. Bilia nói, anh đang ở trong bệnh viện để điều trị vết thương trong quá trình rút lui. Thân nhân của 6 người lính Ukraine tại chốt Zenit tin rằng họ đã chết ngay sau khi chạm mặt quân đội Nga vào trưa ngày 15 tháng 2. Họ cũng đổ lỗi cho các chỉ huy Ukraine vì đã bỏ rơi binh sĩ và gọi đó là sự hy sinh không cần thiết. Ưu tiên của họ bây giờ là tìm lại di hài người thân. Trong video do kênh truyền hình mà nhà nước Nga RT đăng tải ngay sau khi Adipka thất thủ, một phóng viên đi qua các bong ke của Zenit quan sát những gì lực lượng Ukraine để lại. Bên ngoài, thi thể của những người lính Ukraine nằm thành đống phủ đầy tuyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo